Cá trê, bà con đã biết cá trê hết phải không? Bà con, cá trê là nó tốt cho sức khỏe mà nó rất rẻ tiền. Ăn tốt vô cùng, nhưng mà không ai cũng ăn được. Những người này vui lòng đừng ăn cá trê để sức khỏe của mình được tốt hơn nha bà con. Chứ ta ăn cá trê vào bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi bà con ơi. Đó là những người không nên ăn được, là trẻ em 5 tuổi trở xuống, tuổi trên 70 trở lên không ăn, tâm thần, bệnh tim, thiếu máu, giảm cân là vui lòng đừng ăn cá trê. Nó tốt vì cá trê nó có nhiều clo, chất béo, natri, protein, vitamin B12, selen, bút pho, kali, axit béo, tốt cho mô cơ, giảm cân, tăng cân, cảm giác no. Tốt quá bà con ơi. Nó tăng cho cảm giác no, nó tốt cho hệ thần kinh tâm thần, tốt cho tim mạch, ngăn ngừa được thiếu máu. Ăn cá trê bình thường như những loại cá khác thường ngày ta hay ăn, nhưng ăn 5 ngày phải nghỉ 2 ngày bà con à, rồi mới ăn tiếp. Bà con thấy 4 video sức khỏe đời sống chúng tôi nói về bệnh gì, nên ăn gì và không nên ăn gì thì bà con thấy được. Đăng ký để ủng hộ chúng tôi, và 4 video nói này đã sẽ sớm đến với bà con để bà con biết bệnh gì, nên ăn gì và không nên ăn gì. Vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Vui lòng chia sẻ cho cùng mọi người cùng nhau mạnh khỏe. Cá trê trẻ em 5 tuổi trở xuống không ăn, tuổi trên 70 trở lên không ăn, tâm thần không ăn, bệnh tim không ăn, thiếu máu không ăn, và giảm cân không ăn. Mà ngoài ra cá trê sẽ tốt, nó có nhiều clo, chất béo, natri, protein, vitamin B12, selen, bút pho, kali, axit béo, tốt trực cơ mô nha bà con. Tốt quá, tốt, nó giảm cân, tăng cảm giác no, nó tốt cho hệ thần kinh tâm thần, tốt cho tim mạch, ngăn ngừa thiếu máu. Bà con thấy không, ngăn ngừa thiếu máu nó tốt quá cùng à. Ăn cá trê bình thường như những loại cá khác thường ngày, nhưng mà đã ăn cá trê thì ăn 5 ngày phải nghỉ 2-3 ngày rồi mới tiếp tục ăn. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe và đăng ký bà con ơi, đăng ký để ủng hộ chúng tôi vào 40 video nói về sức khỏe và đời sống sớm đến với bà con. Đồng thời như vậy là chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Bà con vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe. Bà con ơi, xin chào. Na 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 na.